Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung thảo luận các dự thảo luật trình Quốc hội. Với tiến độ thi công đầy quyết tâm và thuận lợi như hiện nay, dự án hầm Hải Vân 2 dự kiến về đích trước 3 tháng. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, cuộc vận động đã cùng chung tay giúp đỡ cho hàng trăm địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hy vọng trong thời lượng 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin thiết thực đến quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, hôm qua Quốc hội thảo luận trực tuyến và thông qua dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia đóng góp ý kiến quan trọng vào dự thảo đầu tư sửa đổi trong phiên họp buổi chiều. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Đây là dự án luật có tác động lớn đến kinh tế xã hội, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan với nhiều luật, nên đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số nội dung chính của dự thảo luật xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này gồm việc xem xét để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và các cam kết quốc tế về môi trường. Việc đánh giá những tác động của 13 nhóm chính sách liên quan đến kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách trên cơ sở tình hình thực tiễn của Việt Nam. Việc giải thích các khái niệm mới liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường, về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, về mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường, về các vấn đề đã được đưa ra trong dự án luật có liên quan đến thu chi ngân sách, phương thức tính toán, quy định về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường. Tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư sửa đổi. Theo đó, áp dụng luật đầu tư và các luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu bổ sung quy định tại Điều 4 để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của luật đầu tư và các luật có liên quan, đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định cụ thể tại dự thảo luật đầu tư để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở, luật chứng khoán. Sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật khác tại Điều 77 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh để đảm bảo thống nhất với những nội dung sửa đổi bổ sung nêu trên. Về chính sách về đầu tư kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề tiếp cận thị trường, có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đã tính đến yếu tố quốc phòng an ninh. Ngoài ra, nội dung về đảm bảo quốc phòng an ninh còn được quy định ở các điều khoản khác của dự thảo luật. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng an ninh và bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng an ninh quốc gia. Góp ý về vấn đề này, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Thực tế, có một số nhà đầu tư vì lợi nhuận trong quá trình đầu tư chưa chú trọng nhiều đến đầu tư các hệ thống xử lý chất thải, rác thải một cách có hệ thống. Do đó, việc xử lý hạn chế không triệt để sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của con người và tự nhiên, để lại hậu quả lớn và lâu dài. Do đó, cần phải quy định cụ thể trong luật này để có thêm chế tài, đề nghị bổ sung khoảng 3 như sau. Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, quốc gia, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, đại biểu Phạm Như Hiệp cũng đã góp ý về các nội dung liên quan như về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh điều 6, về ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư điều 17, về thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều 33, về điều chỉnh dự án đầu tư điều 42, về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư điều 45, về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư điều 50. Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị triển khai hội thi lần thứ 10 năm 2020 được ban tổ chức tiến hành trong sáng qua với nhiều nội dung chương trình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình đã đến dự. Khác với những lần tổ chức trước, bắt đầu từ lần thứ 10, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh sẽ được tổ chức hàng năm với đối tượng dự thi mở rộng đến mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam có các đề tài nghiên cứu giải pháp kỹ thuật. Các đề tài giải pháp kỹ thuật dự thi được đăng ký theo 6 lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.
y dược, giáo dục và đào tạo và lĩnh vực khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Phan Thiên Định chỉ đạo hội thi năm nay tập trung vào những đề tài giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác, hướng đến phát triển ngành khoa học công nghệ của tỉnh trong những năm tới. Đồng thời, Phó Chủ tịch Phan Thiên Định đề nghị ngành giáo dục tỉnh đoàn cần động viên khích lệ niềm đam mê khoa học trong nhà trường để các tác phẩm dự thi thực sự thể hiện sáng tạo, cảm hứng của học sinh sinh viên. Tập trung đánh giá các tác phẩm dựa vào tư duy sáng tạo, hướng đến những giải pháp thúc đẩy kinh tế, giải quyết được các nhu cầu của xã hội. Dự án hầm Hải Vân 2 triển khai từ tháng 4 năm 2016, tổng mức đầu tư 8.516 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Nhưng với tiến độ hiện nay thì mục tiêu về đích trước 3 tháng là hoàn toàn khả thi. Khi ống hầm 2 hoạt động, ống hầm Hải Vân 1 sẽ lưu thông hai làn một chiều, kết nối giao thông thuận lợi hơn giữa các địa phương khu vực miền Trung cũng như tuyến du lịch Huế, Đà Nẵng, Hội An. Qua gần 4 năm thi công, với khoảng 600.000 mét khối đá được vận chuyển, hơn 6,2 km đường hầm Hải Vân 2 được đục thông. Đến nay, các hạng mục như đào, gia cố, bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường, nền đường, đường bảo dưỡng cơ bản hoàn thiện. Cùng với đó, những cây cầu đường dẫn hai đầu Bắc Nam cũng thảm nhựa hơn 90% khối lượng. Hệ thống thiết bị cơ điện, hệ thống giao thông thông minh, phòng cháy chữa cháy đa phần được đặt hàng từ châu Âu đã tập kết trên 90%, trong đó lắp đặt trong hầm gần 70%. Trước đây, với công trình hầm Hải Vân 1 thì chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc giữ vai trò chủ lực, phía Việt Nam tham gia với tư cách thầu phụ. Thì ở công trình hầm Hải Vân 2, những người thợ Việt Nam đã làm chủ công nghệ khoan hầm. Hầm đường bộ Hải Vân 2 chạy song song với hầm Hải Vân 1, chiều rộng 8,5m với hai làn xe chạy một chiều, tổng chiều dài 6.292m. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định 25 về quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 và thay thế quyết định số 17 ngày 23 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì không phải lựa chọn lại. Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung của quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước và sau khi nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo nội dung của quy định này. Cùng thời điểm này, quyết định số 30 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế cũng được ban hành. Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quang, mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất bằng phương pháp chân cất thủ công từ cây tràm gió. Các sản phẩm tinh dầu tràm Huế được sản xuất phải được công bố hợp quy, phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả từ đánh giá của tổ chức cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm. Tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này, nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Y tế và đảm bảo chất lượng an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Tổ chức cá nhân sản xuất chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm tinh dầu tràm đã được công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn, ghi nhãn theo quy định của pháp luật. Quyết định nêu rõ các sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Người trông coi di tích lịch sử văn hóa đa số đều tự nguyện gắn bó công việc thầm lặng và từ tâm. Tuy nhiên, có một thực tế là không ít người đã đảm nhận công tác trong giữ di tích suốt hàng chục năm, nhưng chế độ hỗ trợ hầu như không có. Do đó, rất cần chính sách cho những người trông coi di tích lịch sử, qua đó giúp họ yên tâm gắn bó với công việc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử tâm linh. Gần 20 năm làm nhiệm vụ trông coi di tích lịch sử quốc gia, xứ ủy Trung Kỳ, ông Hoàng Văn Thước luôn cần mẫn, nhiệt tình với công việc. Hàng ngày từ sáng sớm, ông đến đây để quét dọn. Và xem đây là trách nhiệm của người cháu đối với ngôi nhà của ông nội Hoàng Viện, người đã có công rất lớn trong bảo vệ cán bộ cách mạng những năm kháng chiến. Mà giờ 4-5 nhân viên về đấy, một cái thành viên, là chia ra.
thì mọi người không được 50.000 một hạt, vì nhiệm vụ, trả ông mình bỏ cơm nước gà ra nuôi thú giáo cách mạng, cho nên mới có ngày hôm nay. Huyện Yên Thành, trong số 85 di tích lịch sử thì có tới 25 di tích quốc gia và 60 di tích cấp tỉnh. Có một thực tế là không ít người đã đảm nhận công tác trong giữ di tích suốt hàng chục năm qua, thế nhưng chế độ hỗ trợ hầu như không có. Đến cả là số ít di tích lịch sử cộng đồng được địa phương nỗ lực để trích ngân sách hỗ trợ hơn 1 triệu đồng một tháng, được thực hiện từ đầu năm nay. Nếu như một cái chân hướng rớt xuống thì mình cũng phải lặt lên tự tệ để đưa ra mà họa, chứ không phải là đưa chùi mà quét được mất. Làm với tâm, nhưng mà thấy so với những cái chế độ của những người khác thì mình bị coi nhẹ quá. Nghệ An hiện có hơn 1.400 di tích đã được kiểm kê, phân cấp quản lý, trong đó có 375 di tích danh thắng được xếp hạng. Để động viên khuyến khích người trông coi di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 18/2016. Theo đó, các di tích xếp hạng cấp quốc gia được hỗ trợ 200.000 đồng một tháng, di tích cấp tỉnh được hỗ trợ 150.000 đồng một tháng. Hiện nay thì có 3 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh. Trong đó thì có 4 di tích là không có cái nguồn xã hội hóa. Chỉ có một số cái di tích là có cái nguồn thu từ công đức, còn lại hầu như là không có nguồn thu. Chúng tôi cũng mong là các cái cơ quan cấp trên cũng như là Sở Văn hóa, Ủy ban tỉnh, những cái cơ quan chức năng quản lý về di tích thì quan tâm và hỗ trợ. Với thực tế, việc trích ngân sách hỗ trợ các di tích lịch sử rất hạn chế như hiện nay, thì rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhất là đối với các di tích lịch sử cộng đồng. Bởi làm tốt điều này chính là giúp họ yên tâm gắn bó với công việc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử tâm linh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng và thưởng nóng cho tập thể và cá nhân Công an thành phố Huế vì đã có thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án ma túy 420B, thu giữ số lượng lớn chất ma túy. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B, tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phá thành công chuyên án ma túy, khẳng định việc Công an thành phố Huế sớm xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Đạt, tên thường gọi là Bom, sinh năm 1989, trú tại số 8/24 Lê Huân, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại, là một chiến công đặc biệt xuất sắc. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Huế trong thời gian tới tiếp tục áp dụng đồng loạt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trước đó, vào khoảng 14:40 ngày 22 tháng 5, tại 112B đường Thạch Hãn, Ban chuyên án đã bất ngờ bắt quả tang đối tượng Ngô Xuân Đạt, tăng vật thu giữ trên người đối tượng có 3 viên nén nghi là chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481 gram, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851 gram, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy mới lần đầu tiên xuất hiện tại địa bàn thành phố Huế và 250 cây thuốc ba số 5 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy. Hiện Công an thành phố Huế đang tiến hành giám định số tang vật thu giữ được, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức buổi trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo thuộc dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế. Tại chương trình, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã trao tặng kinh phí hơn 1 tỷ đồng cho gần 20 hộ gia đình nghèo, cận nghèo của các phường nằm trong đề án di dời dân cư, trong đó mỗi hộ được nhận số tiền 40 triệu đồng. Số tiền được các nhà hảo tâm tài trợ đóng góp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo thuộc dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện để xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thuận Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Huế.
Tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy, nguyên phó trưởng khoa vật lý trường Đại học Sư phạm Huế, được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thuận Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, trực thuộc trường Đại học Sư phạm Huế. Đây là ngôi trường được thành lập năm 2014 theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích xây dựng một trường trung học phổ thông thực hành sư phạm, một trường phổ thông kiểu mẫu chất lượng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành sư phạm, góp phần xây dựng trường Đại học Sư phạm Huế trở thành trường đại học sư phạm trọng điểm ở miền Trung và Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, tân hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thuận Hóa Nguyễn Thị Thủy gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm cũng như sự ủng hộ của đồng nghiệp và hứa sẽ tiếp tục dành tâm huyết và năng lực cùng với tập thể vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trong hệ thống giáo dục của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn chương trình truyền thông chuyển đổi hành vi dân số kế hoạch gia đình năm 2020. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu là hội viên người mù tỉnh được nghe cán bộ dân số phổ biến nhiều nội dung liên quan đến dân số kế hoạch gia đình. Trong đó trọng tâm là việc nhận thức đúng đắn về việc sinh con trai hay con gái, bởi đa phần việc các gia đình người mù nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung vẫn còn nặng nề về tư tưởng phải sinh được con trai để nối dõi tông đường, và đây cũng là nguyên nhân chính của việc sinh nhiều con. Khi nút thắt tư tưởng này được tháo gỡ, mọi người hiểu được con trai hay con gái đều đáng được yêu thương chăm sóc như nhau thì việc sinh con thứ ba sẽ được hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Tại Thừa Thiên Huế, sau hơn 10 năm thực hiện, đã ghi nhận rất nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng nhân ái, chia sẻ tinh thần và vật chất, giúp đỡ cho hàng trăm địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới tại huyện Phong Điền, một trong những địa phương đi đầu và duy trì có hiệu quả cuộc vận động này. Vợ chồng anh Nguyễn Đình, chị Trần Thị Kỳ ở thôn Bào, xã Phong Chương là một trong 130 hộ nghèo của xã. Cả hai vợ chồng đều bị tàn tật và có một con trai duy nhất, năm nay 9 tuổi. Nguồn thu nhập chủ yếu nhờ vào hai sao ruộng và công việc làm thêm thời vụ. Hàng quý, ngoài nguồn học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh chị nhận số tiền 1 triệu đồng từ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện thông qua Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phong Điền. Hai vợ chồng chơi rồi là tăng tập có mang đi được mô, có hai sâu ruộng đó thôi, để có cho hàng học bổng có nắm đó. Hoàn cảnh giao đơn độc thân, một mình cũng có chồng của con, giờ sống một mình một chắc tại nơi nhà đây, tôi cần biết được người chăm sóc rồi kêu vợ họ đủ vào tôi. Một năm là có qua có cho đơn họ rồi được 1 triệu. Chúng tôi đã làm 12 năm. Phong Điền thì nổi bật cái là toàn bộ cán bộ lãnh đạo, từ lãnh đạo huyện cho đến là lãnh đạo địa phương cũng như toàn bộ nhân dân và doanh nghiệp tham gia rất tốt. Hiện nay Phong Điền chúng tôi đang bảo trợ 519 cái địa chỉ nhân đạo bằng đồng tiền đóng góp của cán bộ nhân dân của Phong Điền, mỗi năm là khoảng 900 triệu đồng và giúp cho 519 địa chỉ nhân đạo hàng tháng, hàng quý, và giúp đỡ rất là thiết thực, đi thăm từng nhà và hoạt động rất là hiệu quả, và hiện nay cái chương trình này rất lan tỏa rất là lớn. Gia đình anh Nguyễn Đình, chị Trần Thị Kỳ là một trong 530 địa chỉ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền nhận được sự hỗ trợ từ cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền phát động từ năm 2008 với vai trò nòng cốt là Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay có sự tham gia của 45 cơ quan, 72 trường học, 7 doanh nghiệp, 40 tổ chức đoàn thể khối xã, thị trấn và 34 cá nhân đã đứng ra nhận hỗ trợ giúp đỡ cho 530 địa chỉ. Riêng từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền hỗ trợ gần 4,6 tỷ đồng. Đây là một con số ý nghĩa đối với người nghèo, người gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Bà con có đối tượng là tàn tật, neo đơn, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, có cái hoàn cảnh khó khăn. Mình bản thân thì cũng vận động công tác những các công ty doanh nghiệp thì cố gắng giúp đỡ cho những cái đối tượng, cho bà con. Đồng tiền chúng tôi quyên góp hàng tháng, hàng quý, và cái thời gian mà đi thì chúng tôi đi tận nhà và cũng không ảnh hưởng mấy, và số tiền cũng đến kịp cho nhân dân để mà giúp vượt qua khó khăn. Phong Điền hiện nay là địa phương đi đầu và duy trì có hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Với cách làm công khai minh bạch như cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ cơ sở trực tiếp thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ tận tay kèm theo sổ theo dõi hàng tháng, hàng quý, có ký nhận cụ thể của đối tượng hoặc đại diện đối tượng hưởng lợi trong suốt 10 năm,
không chỉ giúp hàng trăm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện vượt khó mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động. Đây có thể xem là mô hình điển hình phát triển vững chắc, mang tính chiến lược, cần được tiếp tục phát huy nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp qua Bắc Bộ bị đầy lên, nên ở Thừa Thiên Huế ngày mai nhiệt độ giảm nhẹ còn ở mức từ 34 đến 36 độ, chỉ còn nắng nóng nhẹ. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ tại thành phố Huế từ 34 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 65%. Vùng núi Nam Đông nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất 50 đến 60%. Vùng núi A Lưới nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, độ ẩm thấp nhất từ 55 đến 65%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cảnh báo cháy rừng, vùng đồng bằng, vùng núi Nam Đông, cấp độ cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Vùng núi A Lưới cấp 3, cấp nguy hiểm. Đề nghị chủ rừng và các hộ dân sống gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng. Chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.